Sáng nay 21 tháng 9, hàng nghìn người dân và các nghệ sĩ đã có mặt tại nhà thờ Tân Dân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh từ rất sớm để tiễn đưa nghệ sĩ Minh Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ của nam ca sĩ được diễn ra theo trình tự nghi thức của đạo Thiên Chúa trong sự thương tiếc của những người hâm mộ và đồng nghiệp. Đúng 7 giờ 30, nghi thức động quan và di quan theo truyền thống đạo Thiên Chúa giáo được thực hiện. Linh cữu của nghệ sĩ Minh Thuận được đặt giữa thánh đường, trong sự kính trọng và niềm tiếc thương của người yêu quý anh, bạn bè, đồng nghiệp. Giai điệu bài thánh ca và khúc kinh cầu của hàng nghìn người cùng cầu nguyện được kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Tưởng nhớ anh, người đã gắn bó và cống hiến nửa đời mình với nghệ thuật. Thì tất cả những nghệ sĩ đến đây cũng rất gắn kết với nhau, cũng chỉ muốn là tiễn anh lần cuối. Thì dù cũng không cũng giống như tất cả mọi người thôi, thì là một người em trong nghề thì chỉ muốn đến đi với, mặc dù đạo Phật nhưng mà cũng đến nhà thờ để cầu nguyện cho anh Giuse để mà về nơi chính suối an nghỉ, để mà lên thiên đàng sớm. Anh Minh Thuận, khán giả luôn luôn nhớ tới anh, dù ít hay nhiều vì anh vẫn nằm trong tim khán giả. Bên lúc này không phải là kết, lúc này coi như là mở ra một con đường mới, một cái gì đó gọi là dấu ấn của anh luôn. Hôm nay là một trong những người đưa tiễn anh Minh Thuận lần cuối về với Chúa, thì cảm thấy là thực sự là tiếc thương cho một cái tài năng nhưng tài hoa nhưng mà bạc mệnh. Và chắc chắn rằng trong tất cả những người hâm mộ cũng như là những người đồng nghiệp của anh Minh Thuận, thì anh Minh Thuận luôn luôn sống mãi trong tim với những người như chúng tôi. Nhiều nghệ sĩ không giấu được cảm xúc, ngồi lặng người cầu nguyện. Những giọt nước mắt lặng thầm của người thân không nói thành lời. 9 giờ 30 sáng, ca sĩ Minh Thuận được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Ở đây đã có hàng nghìn người đợi sẵn để cùng người thân và đồng nghiệp chào tiễn biệt anh.